tế bào gốc là gì? Là những tế bào không chuyên biệt, có khả năng tự tái tạo, tự làm mới chính mình phân chia để tạo nên nhiều tế bào hơn. Theo đó, tất cả các tế bào gốc có thể thay đổi để tạo ra một dạng tế bào chuyên biệt cụ thể, biến thành tế bào cơ, tế bào da. Tế bào gốc hiện nay có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, bên cạnh điều trị bệnh thì còn có tác dụng chống lão hóa trong lĩnh vực thẩm mỹ. Rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã nghiên cứu thành công phương pháp lấy tế bào gốc từ việc chuyển hóa mỡ thừa của người. Theo diễn biến của thời gian, tất cả các cơ thể sẽ trải qua quá trình lão hóa. Đưa tế bào gốc vào da sẽ kích thích tái tạo collagen trong da và làm những vùng tổn thương trong da sẽ thay đổi. Sau khi được truyền vào cơ thể, tế bào gốc sẽ di chuyển tới vùng mô tổn thương và sửa chữa lại nó. Chính vì thế mà tiềm năng chống lão hóa ở tế bào gốc là vô cùng to lớn. Là phụ nữ ai cũng thích được đẹp, ai cũng muốn là đứng trước đám đông thì mình phải là người nổi bật nhất, thì tôi cũng vậy. Bây giờ là đang trong tư thế là hào hứng và mong đợi để mình được thực hiện cái dịch vụ này. Thực ra, tế bào gốc đã trải qua một hành trình dài tìm về đích đến của mình. Năm 1945, các nhà khoa học phát hiện tế bào gốc của máu nằm trong tủy xương. Đến những năm 1960, đã khám phá tế bào gốc thần kinh. Từ năm 1980, bắt đầu nghiên cứu tế bào gốc động vật. Và đến năm 1996, thành công vang dội là nhân bản vô tính cừu Dolly. Thì theo cái diễn tiến của thời gian thì tất cả các cơ thể đều sẽ chịu trải qua cái sự lão hóa. Thì cái việc mà mình đưa tế bào gốc vào trong cơ thể thì cái tế bào gốc này nó sẽ có một cái tính năng rất là hay, tức là nó sẽ tự nhận biết những cái vùng tổn thương trong cơ thể mình, những cái tổn thương mà mình chưa phát hiện được trên lâm sàng thì tế bào gốc sẽ đi tới. Sau khi được đưa vào dạng truyền đưa vào cơ thể thì nó sẽ đi tới và quy tụ vào những cái vùng mô bị tổn thương và sửa chữa nó lại. Chính vì vậy mà cái tiềm năng của tế bào gốc trong lĩnh vực chống lão hóa là vô cùng to lớn. Trong thời gian tới đây thì Bệnh viện MCAS phối hợp cùng với lại Viện Tế bào gốc cũng như là Hội Tế bào gốc châu Âu thì sẽ đưa cái chương trình điều trị tế bào gốc này vào ứng dụng trong thực tế, và với hy vọng là người dân sẽ hiểu đúng và nhận thức chính xác là tế bào gốc là gì và cái tiềm năng to lớn của nó như thế nào. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Mỹ Transparency Market Research, mới đây thì thị trường tế bào gốc toàn cầu đạt khoảng 26,23 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 và sẽ tăng vọt lên mức 119,51 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Từ công đoạn lấy cái mô trong người bệnh nhân đến công đoạn nuôi cấy để soi tạo ra được đúng cái tế bào gốc đó, đến công đoạn để cho nó tăng sinh ra, thì đó là một cái quy trình được kiểm soát chặt chẽ. Số lượng cái sản phẩm mà được công nhận trên thế giới, được Hoa Kỳ công nhận thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ nó không thể thịnh hành đến cái mức mà tất cả mọi người đều có thể chạy ra cửa hàng và mua được một cái lọ tế bào gốc hoặc là mua cái sản phẩm này sản phẩm kia được như vậy. Cho đến nay, nghiên cứu tế bào gốc là một lĩnh vực sôi động lôi cuốn. Hai nhà khoa học Shinya Yamanaka, Nhật và John Gordon, Anh đoạt giải Nobel Y học hồi tháng 10 năm 2012 nhờ vào nghiên cứu tái lập trình hay tái tạo, gọi là tế bào gốc của con người. Và thực tế hiện nay, xu hướng làm đẹp chống lão hóa dựa vào tế bào gốc là điều cần thiết, hiệu quả và an toàn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khách hàng phải thận trọng trong việc tìm hiểu những đơn vị cơ sở thẩm mỹ uy tín để đặt niềm tin, gửi gắm vào đó để đạt được kết quả tốt nhất.